Phá và bị phá, biết và sự biết, người phá và người biết đều bất khả đắc. Thiện tử nên biết, các tướng như vậy chẳng phải do sắc tạo ra, chẳng phải do thọ tưởng hành thức tạo ra, cho đến chẳng phải do trí nhất thiết tạo ra, chẳng phải do trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tạo ra. Thiện tử nên biết, các tướng như vậy chẳng phải trời tạo ra, chẳng phải không phải trời tạo ra, chẳng phải người tạo ra, chẳng phải không phải người tạo ra, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải thế gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, không bị ràng buộc, không thể tuyên thuyết. Thiên tử nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu này xa lìa các tướng. Không nên hỏi, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu lấy gì làm tướng? Này các thiên tử, ý các ông thế nào? Giả sử có người hỏi, tướng hư không thế nào? Nếu hỏi như vậy là chánh đáng không? Các thiên tử thưa, bạch Thế Tôn không. Vì sao? Vì hư không, vô thể, vô tướng, vô vi. Không nên hỏi như vậy. Phật dạy, thiên tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu cũng lại như vậy. Không nên hỏi như vậy. Tuy nhiên các pháp tướng có Phật hay không Phật, pháp giới vốn như vậy. Đối với các tướng này, Đức Phật đã như thật giác chi, nên gọi Ngài là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Khi ấy các thiên tử lại bạch Phật, Như Lai giác ngộ các tướng này rất là sâu xa, khó thấy, khó hiểu. Vì Như Lai đang giác ngộ các tướng này, nên đối với tất cả pháp đều chuyển thành trí vô ngại. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trụ vào các tướng này mà khai thị phân biệt Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu. Vì các hữu tình, nhóm các pháp tướng dùng phương tiện khai thị giúp cho họ đạt được trí vô ngại đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn thật là hy hữu, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu là pháp mà chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thường tu hành. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thường tu hành pháp này nên chứng đắc quả vị phúc thượng chánh đẳng bồ đề. Vì các hữu tình khai thị phân biệt tất cả pháp tướng, được gọi là khai thị phân biệt tướng của sắc, khai thị phân biệt tướng của thọ tưởng hành thức, cho đến khai thị phân biệt tướng của trí nhất thiết, khai thị phân biệt tướng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bấy giờ Phật dạy các thiên tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời các ông đã nói. Thiên tử nên biết, Như Lai giác tri như thật tướng tất cả pháp là vô tướng, đã gọi biến cải là tướng của sắc, lãnh nạp là tướng của thọ, giữ lấy hình tượng là tướng của tưởng, tạo tác là tướng của hành, liễu biệt là tướng của thức. Như Lai như thật giác ngộ chúng là vô tướng, tập hợp khổ não là tướng của uẩn, cửa sanh trưởng là tướng của xứ, nhiều độc hại là tướng của giới. Như Lai như thật giác ngộ chúng là vô tướng, có thể bàn trò là tướng bố thí, không nhiệt não là tướng tịnh giới, không tức giận là tướng an nhẫn, không gì có thể hàng phục là tướng tinh tấn, không tán loạn là tướng tịnh lự, không chấp trước là tướng bát nhã. Như Lai như thật giác ngộ chúng là vô tướng, vô sở hữu là tướng pháp nội không, vân vân, chẳng điên đảo là tướng chân như, vân vân, chẳng hư vọng là tướng bốn thánh đế. Như Lai như thật giác ngộ chúng là vô tướng, không phiền não là tướng bốn tịnh lự, không giới hạn ngăn ngại là tướng bốn vô lượng, không ồn ào hỗn tạp là tướng bốn định vô sắc. Như Lai như thật giác ngộ chúng là vô tướng, không trói buộc là tướng tám giải thoát, chẳng tán loạn là tướng chín định thứ đại, có thể xa lìa là tướng 37 pháp bồ đề phần. Như Lai như thật giác ngộ chúng là vô tướng, hay xa lìa là tướng pháp môn giải thoát không, không chấp thủ là tướng pháp môn giải thoát vô tướng, nhàm chán các khổ là tướng pháp môn giải thoát vô nguyện. Như Lai như thật giác ngộ chúng là vô tướng, bao gồm quả vị thanh tịnh là tướng của ba thừa 10 địa, hướng đến quả đại giác là tướng 10 địa Bồ Tát. Như Lai như thật giác ngộ chúng là vô tướng, hay quán chiếu là tướng nằm lại mất, không trì trệ, ngăn ngại là tướng sáu phép thần thông. Như Lai như thật giác ngộ chúng là vô tướng, khó khuất phục là tướng mười lực Như Lai, không khiếp sợ là tướng bốn điều không sợ, không đoạn tuyệt là tướng bốn sự hiểu biết thông suốt, đem lại lợi lạc là tướng đại từ, cứu khổ là tướng đại bi, vui mừng với các việc thiện là tướng đại hỷ.
Bỏ việc ồn ào phức tạp là tướng đại xả, không gì có thể đoạt là tướng 18 pháp vật bất cộng, như là như thật giác ngộ chúng là vô tướng, hay trang sức là tướng của tướng hảo, hay nhớ nghĩ là tướng của pháp không quên mất, không chấp trước là tướng của tánh luôn luôn xả, như là như thật giác ngộ chúng là vô tướng, giữ gìn khắp là tướng tất cả pháp môn Đà La Ni, hộ trì các thọ là tướng tất cả pháp môn Tam Ma Địa, như là như thật giác ngộ chúng là vô tướng, thọ giáo hoàn toàn là tướng quả thanh văn thừa, tự khai ngộ là tướng độc giác Bồ Đề, hướng đến đại quả là tướng Bồ Tát hạnh, đủ đại dụng là tướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, như là như thật giác ngộ chúng là vô tướng. Hiện chánh đẳng giác là tướng trí nhất thiết, thông đạt hoàn toàn là tướng trí đạo tướng, hiện tất cả sự giác tri khác nhau là tướng trí nhất thiết tướng, như là như thật giác ngộ chúng là vô tướng. Thiền tử nên biết, đối với tất cả pháp tướng này, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều có thể như thật giác tri là vô tướng. Do đó ta nói chư Phật chứng được trí vô ngại, không ai có thể sánh bằng. Bấy giờ Phật dạy cụ thọ thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sầu là mẹ chư Phật, thường chỉ rõ thật tướng các pháp thế gian, thế nên Như Lai ứng chánh đẳng giác dựa vào pháp mà an trụ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lãnh thọ và hộ trì giáo pháp mà Ngài đã chứng. Pháp ấy chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không thể không dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu này, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lãnh thọ và hộ trì. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu thường sanh ra chư Phật, thường làm chỗ nương tựa cho chư Phật, thường chỉ rõ thật tướng các pháp thế gian. Thiện hiện nên biết, tất cả Như Lai chánh đẳng giác là bậc biết ơn và thường báo ơn. Nếu có người hỏi, ai là người biết ơn và báo ơn được, nên thẳng thắn đáp, Phật là bậc biết ơn và báo ơn. Vì sao? Vì trong thế gian, tất cả những người biết ơn và báo ơn không ai hơn Phật. Cụ thọ thiệt hiện liền bạch Phật, Như Lai ứng chánh đẳng giác biết ơn và báo ơn như thế nào? Phật dạy, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đi xa như vậy, đi trên con đường như vậy, để đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đạt được quả Bồ Đề rồi trong tất cả các thời, đều phải cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, lãnh thọ hộ trì xe này, đường này, không hề tạm rời xe này, đường này. Nên biết xe ấy, đường ấy chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu, đó gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, biết ơn và báo ơn. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu, đối với những các pháp hữu tướng hoặc vô tướng, đều giác tri một cách hoàn toàn, không thật có tác dụng vì tác giả vô sở hữu. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hoàn toàn đều dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu, đối với những các pháp hữu tướng hoặc vô tướng, đều giác ngộ hoàn toàn, không thấy có gì thành tựu, các hình chất đều bất khả đắc. Thiện hiện nên biết, vì trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, biết dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu này, có thể hiện đẳng giác đối với pháp vô tướng, hữu tướng, đều không tác dụng và không thành tựu trong các thời thường cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen, lãnh thọ và hộ trì, chưa từng gián đoạn, thế nên gọi là biết ơn và báo ơn một cách chân thật. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoàn toàn đều dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu, đối với các pháp không tạo tác, không thành tựu và không có nhân duyên nào chuyển thành vô sanh trí, đại thường biết được đây không có nhân duyên nào chuyển. Vì thế nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu thường sanh ra Như Lai ứng chánh đẳng giác, cũng thường chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật, Đức Như Lai thường dạy, tất cả pháp tánh không sanh không khởi, không thấy không biết, làm sao có thể nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu thường sanh ra chư Phật và là mẹ chư Phật, cũng hay chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Phật dạy, thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, đúng như điều ông nói, tất cả pháp tánh không sanh không khởi, không thấy không biết, vì nương vào thế tục mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu hay sanh ra chư Phật và là mẹ chư Phật cũng thường chỉ rõ thời tướng thế gian.
Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì sao các pháp không sanh, không khởi, không thấy, không biết? Phật dạy thiện hiện, vì tất cả pháp hoàn toàn không có sở hữu, không tự tại, giả tạm, chẳng bền, nên tất cả pháp không sanh, không khởi, không thấy, không biết. Lại nữa thiện hiện, tất cả pháp tánh không có chỗ y trì, không chỗ trói buộc, do yếu tố này nên không sanh, không khởi, không thấy, không biết. Thiện hiện nên biết bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tuy sanh ra chư Phật và chỉ rõ tướng thế gian, nhưng không có chỗ sanh, cũng không có sự chỉ bày. Thiện hiện nên biết bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không thấy sắc nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc, không thấy thọ tưởng hành thức nên gọi là chỉ bày tướng của thọ tưởng hành thức, cho đến không thấy trí nhất thiết nên gọi là chỉ bày tướng của trí nhất thiết, không thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên gọi là chỉ rõ tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện hiện nên biết, do nghĩa này nên bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ bày thật tướng các pháp thế gian, có thể sanh chư Phật nên gọi là mẹ chư Phật. Phụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì sao bát nhã ba la mật đa thâm sâu này chẳng thấy sắc nên gọi là chỉ bày tướng của sắc, không thấy thọ tưởng hành thức nên gọi là chỉ bày tướng của thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến không thấy trí nhất thiết nên gọi là chỉ bày tướng của trí nhất thiết, không thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên gọi là chỉ bày tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Phật dạy thiện hiện, bát nhã ba la mật đa thâm sâu chẳng duyên sắc mà sanh ra từ thức, đó là không thấy sắc mà gọi là chỉ bày tướng của sắc, nói rộng cho đến vì chẳng duyên với trí nhất thiết tướng mà sanh ra từ thức, đó là không thấy trí nhất thiết tướng nên gọi là chỉ bày tướng của trí nhất thiết tướng. Thiện hiện nên biết, do nghĩa này mà nói, bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường chỉ rõ thật tướng các pháp thế gian, thường sanh ra chư Phật nên gọi là mẹ chư Phật. Lại nữa thiện hiện, bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường vì chư Phật mà hiện rõ cái không của thế gian nên gọi là mẹ chư Phật, thường chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật, bát nhã ba la mật đa có thể giúp cho chư Phật biểu hiện thế gian là không như thế nào? Phật dạy thiện hiện, bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường vì chư Phật hiện rõ năm uẩn thế gian là không, hiện rõ 12 xứ thế gian là không, hiện rõ 18 giới thế gian là không, hiện rõ 6 xúc thế gian là không, hiện rõ 6 thọ thế gian là không, hiện rõ 6 cõi thế gian là không, hiện rõ 4 duyên thế gian là không, hiện rõ 12 phần duyên khởi thế gian là không, hiện rõ ngã kiến là cội gốc cho 62 kiến thế gian là không, hiện rõ 10 thiện nghiệp đạo thế gian là không, hiện rõ 4 định lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc thế gian là không, hiện rõ 6 pháp ba la mật đa thế gian là không, hiện rõ pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không thế gian là không, hiện rõ khổ tập diệt đạo thế gian là không, hiện rõ 37 pháp bồ đề phần thế gian là không, hiện rõ 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ thế gian là không, hiện rõ pháp môn giải thoát không, vô tướng vô huyện thế gian là không, hiện rõ tam thừa thập địa của thế gian là không, hiện rõ 10 địa Bồ Tát thế gian là không, hiện rõ tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa thế gian là không, hiện rõ nằm lại mất 6 phép thần thông thế gian là không, hiện rõ 10 lực như lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng thế gian là không, hiện rõ đại từ đại bi, đại hỷ đại xả thế gian là không, hiện rõ 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp thế gian là không, hiện rõ pháp không quên mất tánh luôn luôn xả thế gian là không, hiện rõ quả dự điều cho đến độc giác bồ đề thế gian là không, hiện rõ tất cả hạnh đại bồ tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật thế gian là không, hiện rõ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thế gian là không. Thiện hiện, như vậy bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường vì chư Phật hiện rõ thế gian là không nên gọi là mẹ chư Phật, thường chỉ rõ thật tướng của thế gian cho chư Phật.
Lại nữa, thiện hiện do Bát Nhã Ba La Mật Đa thường vì thế gian hiện rõ sắc của thế gian là không, cho đến hiện rõ trí nhất thiết tướng của thế gian là không, nên Đức Phật đã khiến cho thế gian cảm thọ được thế gian là không, quán tưởng thế gian là không, nghĩ về thế gian là không, nhận biết thế gian là không. Thiện hiện như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thường vì chư Phật hiện rõ thế gian là không, nên gọi là mẹ chư Phật, thường chỉ bày thật tướng thế gian cho chư Phật. Lại nữa, thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thường vì chư Phật chỉ rõ tướng không thế gian. Thế nào gọi là chỉ rõ tướng không của thế gian cho chư Phật? Nghĩa là làm cho Như Lai ứng chánh đẳng giác hiểu được sắc thế gian là không, cho đến hiểu được trí nhất thiết tướng của thế gian là không. Thiện hiện như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thường giúp cho chư Phật chỉ rõ tướng không của thế gian. Lại nữa, thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thường giúp cho chư Phật chỉ rõ tướng bất khả tư nghị của thế gian. Thế nào gọi là thường giúp cho chư Phật chỉ rõ tướng bất khả tư nghị? Nghĩa là vì Như Lai ứng chánh đẳng giác mà chỉ bày tướng bất khả tư nghị của sắc thế gian, cho đến tướng bất khả tư nghị của trí nhất thiết tướng thế gian. Thiện hiện như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng bất khả tư nghị của thế gian. Lại nữa, thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng viễn ly của thế gian. Thế nào gọi là thường chỉ cho chư Phật rõ tướng viễn ly của thế gian? Nghĩa là chỉ cho Như Lai ứng chánh đẳng giác rõ tướng viễn ly của sắc thế gian, cho đến tướng viễn ly của trí nhất thiết tướng thế gian. Thiện hiện như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng viễn ly của thế gian. Lại nữa, thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng vắng lặng của thế gian. Thế nào là thường chỉ cho chư Phật rõ tướng vắng lặng của thế gian? Nghĩa là chỉ cho Như Lai ứng chánh đẳng giác rõ tướng vắng lặng của sắc thế gian, cho đến tướng vắng lặng của trí nhất thiết tướng thế gian. Thiện hiện như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng vắng lặng của thế gian. Lại nữa, thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng rốt ráo không của thế gian. Thế nào là thường chỉ cho chư Phật rõ tướng rốt ráo không của thế gian? Nghĩa là chỉ cho Như Lai ứng chánh đẳng giác rõ tướng rốt ráo không của sắc thế gian, cho đến tướng rốt ráo không của trí nhất thiết tướng thế gian. Thiện hiện như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng rốt ráo không của thế gian. Lại nữa, thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thường chỉ cho chư Phật rõ tướng vô tánh không của thế gian. Thế nào là thường chỉ cho chư Phật rõ tướng vô tánh không của thế gian? Nghĩa là chỉ cho Như Lai ứng chánh đẳng giác rõ tướng vô tánh không của thế gian.